Dạ vâng, hello, em Thịnh Bến Tre rồi đây, chào đến bà con mình nha. Lời nói đầu tiên chúc anh em mình nhiều sức khỏe và ăn lành nha. Anh em nào chưa đăng ký kênh vui lòng bấm nút đăng ký kênh của em để cập nhật nhiều video hơn từ em Thịnh Bến Tre. Anh em có nhu cầu giao lưu trao đổi mua bán cứ liên hệ cho nhân viên bên em qua số 0866 6789 71 hoặc 0834 33 3371 nha. Anh em có xe bán hay giới thiệu em mua, giới thiệu em bán lấy hoa hồng cứ liên hệ kèm qua số chính em nha, 0564 71 71 đó. Thì trước mắt anh em mình là xe Chevrolet Orlando đời 2017, bên em 2017 và 2012. Có hai xe, giá 290 và 303. Có giao lưu, có trao đổi, sơn si xe này còn rất là mới. Bản full, số tự động, cửa sổ trời, ghế điện, ABS, túi khí. Phom dáng nhìn rất là lịch lãm vì dòng xe Mỹ mà. Rất là to, chạy rất là khỏe. Nhưng mà cái máy rất là nhỏ, máy còn 1.8 cho nên chạy không được mạnh đâu. Nhưng mà bù lại được, nó chạy rất là tiết kiệm nhiên liệu. Dòng này số sàn nó rơi tầm khoảng 7,5 lít. Tự động thì xe này tầm khoảng 9 lít cho đến 10 lít thôi. Rất là tiết kiệm, máy 1.8 tự động, xài chung với máy Crew. Phom dáng anh em nhìn thấy không, chắc nịch luôn chưa. Bản Chevrolet Crew, có lộn, Orlando tự động. Cảm biến ghe đầy đủ anh chị ha. Chìa khóa nè, chìa khóa như Crew vậy anh em nha. Đó. Xe này thì không mua xe nào nữa. Quá rộng, quá đẹp, nút đề luôn. 7 chỗ ngồi nè, giật cái ghế lên là 7 chỗ. Đó, anh em thấy đã không. Đó, đồ ngủ, đồ nhựa, đồ rin hết. Đó, ốc cabo ghim chưa mở luôn. Đó, đầy đủ heo xe, phụ tùng heo xe cũng ngon lành, thêm thiếu thứ gì luôn. Đó, cốp sao rất là đẹp anh chị ha, keo chỉ nguyên bản nguyên ghim. Cốp cơ chứ không phải cốp điện anh em nha, dòng này nó sẽ cốp cơ. Được cái là hai dàn lạnh nó sướng hơn cái dòng Captiva. Captiva thì bên mình cũng còn 3-4 xe anh em nha, số sàn 170 tự động, bán này mình 195-200 đó. Còn Karen này thì mình đang tự động, xe này 2011 xe cộp lắm, cửa nóc luôn tự động bản full. Xe này mình đang để anh em mình là 285 ha. Đó, chắc ngày mai em sẽ lên sóng con bán tải này lại anh chị ha. Xe này ngày xưa giờ mua được tháng mấy rồi, quay được có mấy con lần à. Bữa giờ cũng nhiều anh em kêu quay chi tiết lại em chưa quay. Em này là tự động máy dầu bản full, bán tải. Đó, thì xe này thì để anh em mình 290. Đó. Chevrolet gì con đó là tay gì ta? Khi bạn cái gì giữa chừng đang nấu thì cái quên luôn. Em này là Chevrolet luôn nè, nhưng mà nó là cái gì ta? Kêu bằng cái gì ta, em quên luôn, anh em giữa chừng sẽ quên nè. Nhìn nó đẹp quá, có tự nhiên cái quên luôn, mất hồn luôn. Đó là cái gì, là cái gì anh em quên tiêu, anh em tại giữa chừng quên nó không, anh em thấy chưa. Nhiều khi mình làm xe mình nhìn xe mình còn không nhớ nó, không gì không gì là người bình thường đúng không. Đó, đâu phải làm nhiều rồi nhớ nhiều đâu, làm nhiều quên luôn á anh em. Đó, dàn ghế nè đẹp không. Đó, nói chung mấy cái dòng mà xe mà của Chevrolet, nói chung cái dàn ghế nhìn cái màu hay tông màu nhìn đẹp anh em nha. Túp lô túp ly rất là đẹp và dòng này chạy rất là cách âm rất là tốt nha. Máy có 1.8 rồi, rất là tiết kiệm, keo chỉ nguyên bản nguyên vẹn, em bọng nhãn mát đầy đủ, keo chỉ xung chỉ không thiếu phân nào. Anh em mua về sẵn đi tích hợp xi nhan gương luôn rồi. Đó, cửa sổ trời mà trần riêng theo xe nữa chứ. Quá đã luôn, quá xá là ok luôn. Túi khí là hai bên, bên kia bên đây và nút toàn nút tích hợp và có nút đề start top nha. Có màn hình theo xe, âm thanh nghe nhạc máy lạnh đầy đủ, trần ghim theo xe, cửa sổ trời. Đó, tem bọng nhãn mát không thiếu thứ gì. Đó. Gầm bể xuất sắc, ABS túi khí đầy đủ, mâm đút theo xe. Gầm xe này thì 10 điểm luôn, khỏi phải chê. Để anh em mình là 230 ha, 230. Mới vừa bảo dưỡng rồi xong hết rồi, anh em mua về đi ngay. Phong dáng quá đẹp. À em nhớ rồi, cái con màu đỏ đó là con Colorado anh chị, Colorado ha. Chạy 94 ngàn cây anh em nha, nút đề nè. Nhích nhẹ nổ liền, trợ lực rất là nhẹ anh chị nha. Dòng này nói chung là trợ lực thước lái vô lăng chạy sướng lắm, nút đề nữa. Anh em nhìn nách cửa đó nè, mới nè ha. Mới kênh này mà. Nè. Quá đã luôn, quá sức là ok luôn. Gương kính chỉnh điện gặp gương luôn. Đó. Ghế điện luôn ha, ghế điện luôn kìa. Đã không? Rồi giật cái máy cho anh em mà nghe tiếng máy nha. Mấy cái dòng này thì nói chung thì chạy được cái nó ngon, giá cũng ok. Đó, máy rất là đẹp và khỏe. Máy EcoTest đó, ABS túi khí đầy đủ. Đó. Tem bọng nhãn mát đầy đủ hết. Nghĩa trách nhiệm còn nguyên zin. Đó, chassis nguyên bản, không cắn đụng, không đâm va. Máy nổ êm du, êm máy đầy đủ ngon lành. Đó, chạy máy chín mấy ngàn à, khỏi mở nắp cò anh chị, mở nắp cò chi mất công dơ tay. Đó, xe chạy chín mấy ngàn, máy số rin đó, bao xài bao chạy, bao cán, bao quay đầu, có giao lưu, có trao đổi. Anh em rảnh cứ qua tham khảo lái thử chạy thử với em Thịnh, nơi giao lưu và trao đổi mua bán với bà con, đừng ngại ngùng gì hết, cứ qua xem xe nha. Rồi cảm ơn, chúc em mình buổi chiều vui vẻ anh em ơi, đừng quên là bấm nút follow nha, ấn vô follow để cập nhật nhiều video từ em Thịnh nha.